chương 491, cuối cùng hậu quả, để nhất càng. Bọn họ không chỉ có ở chỗ này đãi không đi xuống, trở lại quốc nội càng đãi không đi xuống, không có cơ hội. Lạnh băng thanh âm vang lên, đường Linh Linh nghe được Vương Tiên nói ngẩn người, sắc mặt nháy mắt tái nhật xuống dưới. Một tiểu ngoan ngốc ngốc nhìn một màn này, hắn ngẩng lên đầu nhìn nhìn Vương Tiên, lại nhìn nhìn trên mặt tràn ngập hoảng sợ quân trạch, tăng lên ba người. Cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở A Gia Nhã công chúa cùng A Eo Vương Tử trên người, trên mặt lộ ra một tia sùng bái. Vị tiên sinh này là chúng ta hài tử vô tri, ta cho ngài xin lỗi, chúng ta đều là cùng quốc gia người, thỉnh cầu vị tiên sinh này cho chúng ta một lần cơ hội. Tăng lên phụ thân đi ra, đầy mặt tuyệt vọng hướng tới Vương tiên khẩn cầu nói. Ha hả? Vương tiên mắt lạnh đảo qua hắn, ánh mắt nhìn về phía tên kia nam minh tinh bên cạnh nữ tử, lập tức đi qua đi, đưa điện thoại di động lấy lại đây. A à, nhanh nhanh. Nữ sinh hoảng sợ cánh tay có chút run rẩy đưa điện thoại di động đưa cho hắn không tồi thế nhưng còn toàn bộ hành trình ghi lại xuống dưới như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn muốn sửa chữa một chút thượng truyền trên mạng vương tiên nhìn nhìn di động thượng video đầy mặt trào phúng nhìn chầm chầm gọi là quân trạch nam minh tinh không không phải quân trạch vội vàng lắc đầu trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh ha ha vương tiên trào phúng cười cười ánh mắt đảo qua mấy cái thanh niên cùng với bên cạnh trung niên lão giả cút đi thỉnh đi ra ngoài. Vương Tiên nói mới vừa nói xong, đứng ở một bên địch quốc lão giả liền trực tiếp lạnh lùng hướng tới bọn họ nói, xét thấy các ngươi hành vi hôm nay, mặt sau chúng ta sẽ truy cứu tương quan trách nhiệm, hơn nữa, vĩnh cửu cấm các ngươi bước vào chúng ta địch quốc. Mấy người sắc mặt tái nhật vô cùng, tinh thần có chút hoảng hốt. Lúc này, vài tên an bảo đã đi tới, lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm. Bốn cái thanh niên, mang theo bọn họ bạn nữ, cùng bọn họ phụ thân hướng tới bên ngoài đi đến. Vương Tiên nhìn nhìn cái kia quay chụp video di động, đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp bác thông đến Ma Uyên nơi đó. Hắn báo ra mấy cái tên lúc sau, kế tiếp làm Ma Uyên xử lý. Bốn cái thanh niên, cũng dám hãm hại chính mình, mà quay chụp cái này video, hiển nhiên là muốn bôi đen chính mình. Nếu hắn không có có được cường đại thực lực lời nói, còn không biết hậu quả sẽ là thế nào. Nhưng mà hiện tại chính mình nếu có được thực lực này, kia bọn họ hậu quả, chính là bọn họ không thể đủ tưởng tượng cái kia chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút. Chư vị các ngươi liêu các ngươi, đợi lát nữa ta đi nhận thức một chút các vị. A Elen nhìn thoáng qua Vương Tiên, cười nói, theo sau hướng tới bên cạnh một đám người nói. Hảo hảo, chúng ta xin đợi Vương Tử. Một đám thương nhân vội vàng nói, bọn họ có chút kinh dị nhìn nhìn Vương Tiên. Bọn họ từ Vương Tử thái độ thượng cảm giác, Vương Tử đối đãi thiếu niên này, có chút câu nệ, có chút kính sợ. Này làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Vương Tiên nhún nhún vai, ngồi ở bên cạnh vị trí, A Gia Nhã lập tức ngồi ở hắn bên cạnh, A Elen còn lại là ngồi ở đối diện vị trí. Công chúa Vương Tử các ngươi hảo. Một tiểu ngoan có chút tò mò nhìn nhìn Vương Tử công chúa, có chút sợ hãi đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi hảo. A Elen cùng A Gia Nhã nhìn về phía một tiểu ngoan, cười gật gật đầu. Đây là ta ở địch quốc một cái bằng hữu, trong nhà nàng ở các ngươi này làm buôn bán, về sau chiếu cố chiếu cố. Vương Tiên sờ sờ tiểu nha đầu đầu, hướng tới bọn họ nói. Không thành vấn đề, nếu là muội phu ngươi bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, về sau ở địch quốc có chuyện gì tiểu cô nương có thể tới tìm ta. A Elen cười nói. Ngươi nhưng thật ra không khách khí, xem ra ngươi cũng đã tiếp nhận rồi thân phận của ngươi. A Gia Nhã quay đầu nhìn đến chính mình bên cạnh Vương Tiên, nhàn nhạt hỏi. Cái gì thân phận? Vương Tiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ta làm ngươi chuẩn bị thuyền chuẩn bị tốt sao? Cứ ta, hết thảy đều hảo thuyết, nếu không, ngươi là ra không được địch quốc, ngươi ở địch quốc bất luận cái gì sự tình, bao gồm mỗi một cơm ăn cái gì, ta đều biết đến rành mạch. A gia nhã nhìn vương tiên, cười nói. Cái này ngươi là đừng nghĩ, ta muốn rời đi nơi này, ngươi ngăn không được ta. Vương tiên đầy mặt tự tin uống lên một ly rượu vang đỏ. Khi chúng ta chờ xem. A gia nhã duỗi tay cầm lấy một khát ly rượu vang đỏ, ngón tay thon dài nắm chén rượu, hướng tới vương tiên cười. Một bên một tiểu ngoan có chút trận mắt há hốc mồm, trừng lớn đôi mắt ngốc ngốc nhìn một màn này. Nhịn không được tò mò, nàng kéo kéo vương tiên cánh tay, nhỏ giọng nói, đại thúc, tình huống như thế nào. Hắn bội tình bạc nghĩa. Một bên A gia nhã hiển nhiên có thể nghe được một tiểu ngoan nói, nhàn nhạt nói. A. À, ngươi ngươi không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này, thật là tri nhân tri diện bất tri tâm cầm thú A. À. Một tiểu ngoan nghe được A gia nhã nói tức khắc sửng sốt theo sát phẫn nộ lôi kéo vương tiên quần áo đầy mặt phẫn nộ nói ai ai ngươi cái tiểu nha đầu nàng lời nói ngươi cũng tin chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta công chúa nói không tin chẳng lẽ còn có thể tin ngươi chuyện ma quỷ các ngươi nam nhân thật không phải đồ vật quả nhiên ngươi cũng không phải thứ tốt hừ hừ khinh bỉ ngươi khinh bỉ ngươi một tiểu ngoan hướng tới hắn dựng ngón giữa một bên A gia nhã nhịn không được cười cười hỗn đảng ngươi tên hỗn đảng này tiểu tử xong rồi chúng ta cao gia xong rồi, ta con mẹ nó lộng chết ngươi. Khách sạn bên ngoài, vừa mới đi ra khách sạn bốn gã thanh niên, bọn họ phụ thân liền phẫn nộ chỉ vào bọn họ mắng lên. Công chúa Nam Nhân, địch quốc công chủ Nam Nhân, chúng ta ở địch quốc đầu tư vài tỷ A, à, hiện tại toàn xong rồi, ngươi về sau liền cấp lão tử xin cơm đi thôi. Bốn gã trung niên đầy mặt bạo nộ hướng tới bọn họ quát. Bốn gã thanh niên cúi đầu, không dám nói lời nào. Về nước đi, hiện tại địch quốc sản nghiệp hoàn toàn xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Một người trung niên mắng mệt mỏi, trung rẩy lấy ra một cây thuốc lá, chậm rãi điểm thường. Phụ thân, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có cái này thân phận, nếu chúng ta biết ba, về sau ta tới dưỡng cái này ra đi, ta có thể kiếm tiền. Quân trạch thật sâu mà hít một hơi, đi đến chính mình phụ thân trước cúi đầu. Ông ông ông. Đúng lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên. Hắn ngẩn người, cầm lấy tới nhìn nhìn, bản năng muốn cắt đứt, nhưng nhìn đến thế nhưng là công ty chủ tịch điện thoại, tiếp nhận điện thoại. Uy, vương chủ tịch. Người mẹ nó đã chết không có, không có chạy nhanh cấp lão tử đi tìm chết, con mẹ nó, còn đương minh tinh, ngươi đi xuống địa ngục đương quỷ đi thôi, ngươi nếu là làm lão tử nhìn thấy, lão tử lộng chết ngươi. Một tiếng rít gào truyền đến, theo sát đối phương liền cắt đứt điện thoại. Mà lúc này, bên cạnh hắn bạn nữ di động không ngừng chấn động. Nàng móc di động ra, nhìn đến một cái bạn tốt cho nàng chụp hình. Thiên vương truyền thông, quốc nội lớn nhất truyền thông công ty, quân trạch đó là trước mắt thiên vương trọng điểm phủng tiếp theo cái thiên vương siêu sao, nhưng mà thiên vương truyền thông vừa mới công chúng ủy bộ thượng tuyên bố một cái tin tức. Quân trạch ở nước ngoài gặp đến bất hạnh, đã qua đời, làm chúng ta bi ai. Đương nàng nhìn đến cái này tin tức khi, ước chừng sửng sốt mười mấy giây. Tấu chương xong. Chương 492, Nữ hỏa thần chi danh thượng đệ nhị càng. Quân trạch ngốc ngốc nhìn bị cắt đứt di động. Nữ tinh ngốc ngốc nhìn này uể bồ. Mà lúc này, một đám điện thoại đánh tới mặt khác vài tên trung niên nơi đó. Không đến 10 giây thời gian, bọn họ trên mặt tuyệt vọng lên. Các ngươi rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Từng tiếng phẫn nộ tiếng hô truyền đến. Mà ở xa xôi hoa hạ, một đám trung niên lão giả cắt đứt điện thoại. Trêu chọc ai không tốt, cố tình tìm được rồi long môn long vương, quả thực chính là tìm chết một cái cường đại thánh môn, là các ngươi mấy cái con kiến có thể trêu chọc. Trước mắt Long môn, đặt ở quốc nội đã có thể bài đến trước năm tồn tại, loại này khủng bố thế lực muốn đối phó mấy cái phú hào, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Bọn họ thậm chí chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, mấy cái phú hào liền phải hoàn toàn xong đời. Đây là này khủng bố lực ảnh hưởng, cũng là này tiêu diệt thánh môn thánh y môn cùng thánh tộc kiều tộc sở mang đến cường đại uy thế. Trêu chọc Long môn, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ đặc biệt là làm minh tinh quân trạch trực tiếp bị truyền thông công ty phát biểu ngoài ý muốn bỏ mình tin tức đều cử hành ai điếu địch quốc đêm gió lạnh phơ phất chung quanh đèn đuốc sáng trưng lệnh người thích ý từ thương hội nội đi ra sau một tiểu ngoan liền lôi kéo hắn cùng nàng mẫu thân cùng đi đi ra ngoài ăn cơm đi nhà của chúng ta khai bữa ăn đêm thính muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít một tiểu ngoan lôi kéo vương tiên cánh tay nói hảo nha ta đây cần phải ăn nhiều một chút vương tiên cười cười trước kia bữa ăn đêm thính sinh ý khá tốt hiện tại hỏa linh sơn tắt lúc sau sinh ý liền không được một tiểu ngoan mẫu thân ở một bên tò mò nhìn nhìn vương tiên trên mặt như cũ mang theo một tia hưng phấn mà nói nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nữ như thế nhưng nhận thức đến loại này đại nhân vật hôm nay thương hội vương tử tự mình cùng chi thân thiết nói chuyện với nhau hơn nữa cho nàng vài cái hạng mục mỗi một cái hạng mục đều lệnh chung quanh mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc Tất cả mọi người biết đây đều là nàng nữ nhi nguyên nhân, nàng cái kia đáng yêu nữ nhi, đem các nàng trực tiếp kéo vào vương thất bên trong. Ngày sau, các nàng ở địch quốc lộ, càng thêm hảo tẩu. Một tiểu ngoan mẫu thân phi thường cảm kích hắn, nhìn chính mình nữ nhi cùng chi đùa dẫn nói chuyện phím, nếu không phải biết vị này khả năng sẽ cưới công chúa, hơn nữa tiểu nha đầu không có thành niên, hết thảy tác hợp chính mình nữ nhi. Ở hỏa linh sơn phương hướng sao, núi lửa ngọn lửa hẳn là còn sẽ lại lần nữa dâng lên đi, buổi tối ở nơi đó ăn cơm hưu nhàn nhìn nơi xa núi lửa đảo cũng phi thường không tồi. Vương Tiên cười nói. Là thực không tồi, rất nhiều nam sinh nữ sinh đều thích ở nơi đó ăn cơm chụp ảnh. Đúng rồi đại thúc, đợi lát nữa làm mụ mụ cho chúng ta chụp mấy trương ảnh chụp. Tiểu nha đầu nói, cưỡi một chiếc xe hướng tới hỏa linh sơn phương hướng chạy tới. Nhà ăn ở vào bờ biển vị trí, ba người tìm được một chỗ ngồi xuống ăn hàng huyên lên. Có tiểu nha đầu sinh động không khí, ba người đảo cũng phi thường thích ý cơm nước xong, tiểu nha đầu liền lôi kéo nàng mẫu thân cho bọn hắn đi trước bờ cát tiến hành chụp ảnh. Tư thế này, chính là tư thế này, tới, 1, 2, 3. Tiểu nha đầu đầy mặt hưng phấn mà kêu kêu quát quát, ở bờ biển trên bờ cát vang lên. Chẳng sợ lúc này đã là 10 điểm chung, nơi này người như cũ không ít, hơn nữa trong đó còn phần lớn là võ giả. Đối với hỏa thần mộ địa, rất nhiều võ giả cũng không có từ bỏ, thậm chí, càng thấy nhiều biết trọng tin mà đến võ giả lại tới nữa không ít. Nhưng thật ra tám đại thần giáo chung có năm cái thần giáo người đã từ bỏ. Chỉ có ba cái thần giáo ở chỗ này chờ đợi thời cơ cùng kỳ ngộ. Thần nữ đại nhân, trước mắt Hỏa thần mộ địa nhập khẩu vị trí toàn bộ bị hỏa ma người thủ hộ, lại còn có đều là cường đại đang cảnh hỏa ma. Bên trong hẳn là chỉ có một con anh cảnh cấp bậc hỏa ma, cái này hỏa ma không có động thủ quá, nhưng cho dù là đứng xa xa nhìn, cũng cho người ta một chúng cảm giác hít thở không thông. Liền ở vương tiên cùng tiểu nha đầu cùng nhau chụp ảnh thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ước chừng 50 người từ trước mặt đi tới. Này 50 người, trên người quần áo sao địa phương địch người trong nước xuyên còn muốn kỳ quái. Đi giữa chính là một người phụ nhân, tay nàng trung phủng một cái sâu kính bộ xương khô, bộ xương khô nội thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Ở nàng trên mặt cùng với lõa lồ thân hình thượng, họa một đám màu đen phù văn, mặc bộ toàn thân, ở u ám ánh đèn hạ nhìn qua có chút dữ tợn. Lần này tổn thất như thế thảm trọng, nếu cái gì đều không được đến. Đối chúng ta minh hỏa tới nói, không thể tiếp thu, lúc này đây, chính là đem hỏa thần mộ địa ném đi, cũng muốn đạt được bên trong bảo vật. Phụ nhân nghẹn ngào thanh âm nói, nàng vừa mở miệng, bên trong truyền đến nhàn nhạc hỏa khí. Nghe nói hỏa thần giáo phái cùng dị hỏa giáo anh cảnh cường giả cũng lại đây. Một bên, một người lão giả không có chút nào biểu tình nói. Bẩm minh linh đại nhân, hiện tại còn ở nơi này chỉ có chúng ta ba cái thần giáo, hỏa thần mộ địa, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ anh cảnh cường giả hôm nay đã tới thanh âm tiếp tục hồi phục nói mặt khác mấy cái thần giáo rời khỏi cũng bình thường hỏa thần mộ địa quá mức hung hiểm bọn họ liền tính là được đến hỏa thần chế tạo vũ khí cùng một ít bảo vật cũng vô pháp dùng chỉ có hỏa chi nhất mạch thần giáo mới có thể không tiếc hết thảy đại giới ở phụ nhân bên cạnh cũng là một người lão giả cái này lão giả tương so với phụ nhân cùng minh linh lão giả nhìn qua càng thêm khủng bố toàn thân đen nhánh loại này hắc cũng không phải màu đen nhân chủng hắc, mà là một loại than đen. Giống như, lão nhân này bị lửa đốt tiêu toàn thân giống nhau, nhìn qua lệnh người khiếp đến hoảng. Đại thúc, bọn họ nhóm người này người hảo kỳ quái. Một tiểu ngoan nhìn bọn họ đoàn người đi tới, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, hướng tới vương tiên bên cạnh trốn đi. Vương tiên nhướng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía một đám người. Đứng ở đằng trước phụ nhân cùng mặt khác hai gã lão giả không đơn giản, cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp một tiểu ngoan mẫu thân lập tức đi tới ông tiểu ngoan lôi kéo vương tiên hướng tới một bên thối lui kinh dị nhìn nhóm người này kỳ quái người đóng phim điện ảnh sao một tiểu ngoan nhỏ giọng hỏi minh khô bên trong dầu hỏa có chút không nhiều lắm đợi lát nữa còn muốn đại chiến đôi tay ôm sâu kính bộ xương khô phụ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm hắn đôi tay phủng bộ xương khô đột nhiên chính mình chậm rãi chuyển động ánh mắt hướng tới bên phải một vị trí nhìn lại ở nơi đó bốn gã thanh niên tò mò nhìn bọn họ một đám người, thấp giọng nghị luận. Khi bọn hắn nhìn đến đầu lâu nhắm ngay bọn họ thời điểm, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Hai luồng màu đen ngọn lửa đột nhiên từ bộ xương khô trong mắt toát ra, nháy mắt rơi xuống bốn gã thanh niên trên người. Không có bất luận cái gì kêu thảm thiết, cũng không có bất luận cái gì kinh hô, bốn người hư không tiêu thất. Màu đen minh hỏa mang theo màu đỏ tư chất lỏng dừng ở bộ xương khô trung, toàn bộ màu đen bộ xương khô tản mát ra yêu dị thần sắc. Theo sát, đầu lâu bộ lại lần nữa dời đi, ánh mắt nhìn về phía vương tiên bọn họ ba người. Chính mắt thấy một màn này một tiểu ngoan cùng nàng mẫu thân sắc mặt nháy mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vương tiên cũng là sắc mặt biến đổi, cánh tay vung lên, ông các nàng mẹ con hướng tới nơi xa tật lược mà đi. Màu đen minh hỏa, hướng tới vương tiên đuổi theo, cánh tay hắn vung lên, nồng đậm ngọn lửa trực tiếp ngăn cản. Ân. Phụ nhân nhìn đến bị ngăn cản màu đen minh hỏa, trong mắt hiện lên một tia dị sắc tấu chương xong. Chương 493, Hỏa nữ thần chi danh trung, đệ tam càng. Vương tiên lạnh lùng nhìn chầm chầm tên kia tên kia phụ nhân. Mà bị hắn lôi kéo một tiểu ngoan cùng với mẫu thân chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt liền đi vào trên đường mặt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá một tiểu ngoan mẫu thân hiển nhiên đối với võ giả cũng biết một ít, thật sâu mà hút mấy hơi thở. ầm 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 Từng chiếc xa hoa xe cảnh sát chạy mà đến, bắt đầu phong bế nơi này. Thần nữ, không cần vì một cái con kiến mà lãng phí thời gian, chúng ta đi vào." Phụ nhân bên cạnh lão giả hướng tới nàng nói, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Linh Đảo phương hướng. "Ha ha, có ý tứ, như thế tuổi trẻ đang cảnh cường giả, không biết là cái nào thần phái." Phụ nhân lên núi hạ hạ đánh giá một chút phương tiên, đôi tay ôm lấy trong tay bộ xương khô. Nàng đôi mắt cùng trong tay bộ xương khô đồng thời lập lòe màu đen quang mang, nhếch môi, "Không tồi tiểu tử." bên cạnh hai gã lão giả nhìn đến thần sắc của nàng cười cười. Một cổ ác hàng dũng mãnh vào vương tiên trong lòng. Thần nữ. Không tồi tiểu tử. Vương tiên đánh một cái lạnh rung, liền bộ dáng này còn có thể đủ xưng là thần nữ, lão yêu bà thôi. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, một đám 50 người bay thẳng đến hỏa linh đảo phương hướng bay đi, một cổ khủng bố khí thế từ bọn họ nơi đó truyền đến. Người không liên quan lập tức rời đi nơi này, chúng ta đem đối này khu vực tiến hành phong tỏa, nếu muốn chết liền ngốc tại nơi này từng tiếng quát lạnh tiếng động truyền đến một người danh địch quốc cảnh sát ở chỗ này kéo lên phong tỏa điều lớn tiếng hướng tới bọn họ nói tiểu ngoan ngươi cùng bá mẫu trước rời đi về nhà rời xa nơi này vương tiên nhìn bay về phía hỏa linh đảo minh hỏa một chúng cường giả vội vàng hướng tới các nàng nói đại thúc bọn họ bọn họ lúc này một tiểu ngoan như cũ ở vào kiếp sợ bên trong ngốc ngốc duỗi tay chỉ vào đi tiểu ngoan nghe ca ca chúng ta trở về một tiểu ngoan mẫu thân biết chuyện này không phải các nàng có thể tiếp xúc lôi kéo tay nàng nói nghe lời trở về ngủ đi vương tiên vỗ vỗ nàng đầu đầy mặt mỉm cười nói nga vậy được rồi một tiểu ngoan nhìn nhìn hắn gật gật đầu đi theo mẫu thân rời đi vương tiên đứng ở nơi đó nhìn về phía hỏa linh đảo phương hướng hơi hơi nhíu mày cảnh sát nhìn đến hắn còn ở nơi này đứng cũng không để ý đến rất nhiều võ giả đều không có rời đi bọn họ này đó bình thường cảnh sát cũng quản không được. Chỉ cần là bổn quốc người rời xa nơi này là được. Hỏa thần giáo phái, minh hỏa, dị hỏa giáo khủng bố tồn tại đều tới, lần này là hiếu thắng công hỏa thần mộ địa. Nghe nói minh hỏa thần nữ lại đây, thật là không thể tưởng tượng, liền thần nữ đều tới. Thần nữ chính là ở toàn bộ Á Đại Lục vi danh thịnh truyền, nàng trong tay minh khô càng là cường đại linh khí, một thân minh hỏa thiên hạ truyền. Hôm nay địch quốc phương diện người có chút kỳ quái, ba ngày thời điểm bọn họ rất nhiều người tiến vào hỏa linh trên đảo có phải hay không địch quốc được đến thứ gì vương tiên hướng tới bờ biển vị trí đi đến nghe được chung quanh truyền đến một người danh võ giả nghị luận thanh rầm rầm đúng lúc này hỏa linh trên đảo mặt dâng lên trăm trượng ngọn lửa ngọn lửa lên không lệnh thắt không trung đỏ bừng một mảnh chúng ta địch quốc đã đạt được hỏa thần mộ địa cũng thỉnh chư vị rời đi trống trong hư không truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm cùng với là một tiếng khủng bố gầm nhẹ, này thanh gầm nhẹ, lệnh bờ biển bọn họ đều cảm nhận được một cổ sợ hãi. Cái gì? Khi ngày hôm qua bạo động, là các ngươi làm. Ta minh hỏa toàn quân hủy diệt, xem ra là các ngươi thao tác hỏa ma đánh chết, xúc phạm minh hỏa, các ngươi cũng biết là cái gì đại giới. Từng tiếng gầm lên truyền đến, bờ biển võ giả nhóm nhìn đến, ở hỏa linh đảo trên không, một người danh cường giả lập với không trung. Mà trên núi lửa mặt, một ngàn nhiều hỏa ma chiếu sáng lên toàn bộ hỏa linh đảo ngày hôm qua sự tình, là chúng ta đạt được hỏa thần cung khống chế quyền cuối cùng thời điểm, hỏa ma bạo động cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cùng minh hỏa không oán không thù. Nhẹ nhàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta đây minh hỏa tổn thất, nhưng vẫn như cũ là cùng các ngươi có quan hệ. Nhẹ ngào phụ nhân thanh âm vang lên. Hỏa ma bạo động việc, chúng ta cũng không thể khống chế, cho nên minh hỏa chư vị phi thường xin lỗi, chúng ta địch quốc không nghĩ cùng các ngươi là địch. Nếu không vì địch, vậy lấy ra cũng đủ đồ vật bồi thường đi. Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta địch quốc. Thì tính sao, ta minh hỏa tổn thất thảm trọng, hỏa thần cung nếu bị các ngươi đạt được, vậy các ngươi liền trả giá cũng đủ đại giới, nếu không, chúng ta chỉ có thể chính mình lấy. Hỏa thần giáo phái cùng dị hỏa chư vị, cũng là cái này ý tưởng sao? Ha ha, các ngươi địch quốc chính là một vị thủy thần hậu nhân, muốn này hỏa thần cung cũng vô dụng, dứt khoát, tặng cho chúng ta đi. Ha ha, hết thảy bảo vật, cường giả vi tôn. Trong hư không nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến, đứng ở bờ biển một đám người nghe được rành mạch. Không nghĩ tới bảo vật thế nhưng bị địch quốc được đến, thật là không nghĩ tới. Được đến lại như thế nào, Hỏa thần mộ địa a, kia ba cái hỏa thuộc tính thần giáo là sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, địch quốc chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Hỏa thần giáo phái tới một vị anh cảnh tồn tại, dị hỏa giống như cũng tới một vị, cũng không biết minh hỏa có vài vị địch quốc từ mấy trăm năm trước nước thánh quyết mất đi về sau, cuối cùng một người anh cảnh cường giả sau khi chết, đã không có anh cảnh, bọn họ căn bản không phải ba cái thần giáo đối thủ, muốn quốc phục. Bên cạnh vài tên võ giả nói chuyện với nhau. Khi một khi đã như vậy, chỉ có thể chiến. Trống trống, lăn ra chúng ta lĩnh vực, nếu không, toàn bộ đều phải tán thân ở chỗ này. Nhẹ nhàng thanh âm cùng rít gào thú trống truyền đến, lệnh hỏa linh đảo độ ấm nháy mắt bay lên thượng bay mặt biển thượng trực tiếp dâng lên sóng nhiệt. Không biết tốt xấu, liền các ngươi nho nhỏ địch quốc cũng dám cùng chúng ta đối kháng. Ngẹn ngào thanh âm biến có chút bé nhọn, một cái đầu lâu tản ra màu đen quang mang. Ở ánh lửa bên trong dị thường chói mắt. Đánh nhau rồi. Thiên nộp, anh cảnh cường giả đối chiến, vĩ thiên diệt địa chiến đấu. Địch quốc đây là tìm chết sao? Bờ biển thượng võ giả sắc mặt biến đổi, nhìn lên nhìn hỏa linh đảo phương hướng. Trống một cái thật lớn vô địch thân ảnh nhảy vào không trung, toàn thân mạo kịch liệt ngọn lửa, bay thẳng đến ba cái thần giáo công kích mà đi. Khi cổ kinh khủng khí thế, lệnh người run rẩy. Mẹ nó, muốn cướp ta đồ vật. Vương tiên nhìn đến hỏa linh đảo thế nhưng chiến đấu lên, sắc mặt khẽ biến, thân hình vừa động, bay thẳng đến hỏa linh đảo phương hướng bay đi. Hắn là đi làm gì? Tìm chết sao? Như vậy chiến tranh còn dám tham dự. Bờ biển có người nhìn đến vương tiên bay qua đi, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vương tiên sắc mặt bất biến, tốc độ giống như thuấn di giống nhau, mấy ngàn mét khoảng cách dây lát tức đến. Ân. Không đúng, địch quốc người như thế nào sẽ hỏa thuộc tính? Chẳng lẽ? Ngươi đạt được hỏa thần truyền thừa. Một tiếng kinh nghi từ minh hỏa thần nữ trong miệng truyền đến, trên bầu trời, sở hữu cường giả nhìn chầm chầm đứng ở hỏa linh trên đảo A Gia Nhã. Nếu chư vị không rời đi nơi này, kia đừng trách ta không khách khí. A gia nhã trên người, màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt, nàng trong tay cầm một cái quyền trượng, hỏa thần quyền trượng. Tấu chương xong. Chương 494, hỏa nữ thần chi danh hạ, đệ tứ càng. Tượng trưng cho thần quyền quyền trượng, tản ra ngọn lửa lộng lẫy, quyền trượng mặt trên được thảm một cái màu đỏ sậm ngọn lửa châu. Đầu đội vương miệng, A gia nhã dơ lên trong tay quyền trượng, bay thẳng đến bọn họ công kích mà đi. Một cái hỏa ma cũng muốn ngăn cản chúng ta. Minh hỏa tên kia toàn thân thang đen lão giả thân thể dường như da nẻ mở ra, từ bên trong trào ra từng dọc ngọn lửa chất lỏng. Bạo liệt đi. Lão giả vương tay cánh tay, một cái ướp chừng 2 mét thô hỏa trụ bay thẳng đến hỏa ma công kích mà đi. Trống. Cái kia 10 mét lớn nhỏ hỏa ma ngẩng đầu, không chút nào sợ hãi nhìn chầm chầm kia khủng bố hỏa trụ. Hỏa trụ từ thượng mà xuống, đạt tới mấy trăm mễ trường. Này cổ kinh khủng uy thế, thật sự là thúc giục sơn đảo hải. Lăng hỏa ma thủ trung thật lớn màu tím ngọn lửa chi chùi bay thẳng đến hỏa trụ ném tới. Oanh! Hỏa trụ chảy ngược, lấy càng thêm củng bố tốc độ hướng tới thang đen sắc lão giả công kích mà đi. Thang đen sắc lão giả sắc mặt khẽ biến, hắn mở ra ngực, ngực vị trí hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc, ngực dường như biến thành vô tận hỏa diệm sơn động. Hỏa trụ hướng tới hắn ngực dũng đi. Công kích! Trong tay ôm màu đen bộ xương khô minh hỏa thần nữ trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, bộ xương khô huyền phù với đỉnh đầu, nàng trong mắt toát ra màu đen ngọn lửa. Cùng lúc đó, màu đen bộ xương khô trong mắt đồng dạng toát ra màu đen ngọn lửa. Bốn đạo ngọn lửa giống như cực quan, nháy mắt dừng ở hỏa ma trên người. Tư tư. Bỗng cháy thanh âm truyền đến, huyền phù với trên bầu trời thân hình trực tiếp lùi lại trăm mét, ở nó trên người, lưu lại bốn đạo màu đen dấu vết. Bất quá này dấu vết, cũng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngay cả trên người áo giáp đều không có bị đánh bại hảo cường khôi giáp, không hổ là hỏa thần chế tạo vũ khí. Minh hỏa thần nữ trên mặt lộ ra một tia nang tham thần sắc, ở vào nàng đỉnh đầu bộ xương khô há miệng, phát ra ca ca tiếng vang. Hỏa vũ, sôi trào đi. Một khắc danh toàn thân họa màu đen phù văn lão giả trên người phù văn tản ra ánh lửa. Không trung, trong nháy mắt ngưng tụ ra khủng bố mây lửa. Mây lửa trăm mét lớn nhỏ, ở vào trong hư không. Vèo vèo vèo. Từng đạo ngọn lửa hạt mưa, hướng tới hạ mãn rất xuống mà đi trống trống phía dưới vị trí từng con nhỏ yếu hỏa ma phát ra kêu thảm thiết thanh âm hỏa vũ dừng ở trên người chúng nó nháy mắt xuất hiện một đám thật sâu cửa động mây lửa biến ảo trậm rạp vô tận hỏa vũ bay thẳng đến hỏa ma công kích mà đi này cổ hủy thiên diệt địa một màn giống như ma pháp cấm chú giống nhau hỏa thần mộ hoa a gia nhã nhìn đến trậm rạp hỏa vũ hướng tới hỏa ma rơi đi vươn tay cánh tay trước duỗi một đạo ánh lửa ở hỏa ma trên người khởi động. Hỏa vũ dừng ở mặt trên giống như hạt mưa dừng ở dù thượng giống nhau. Không hổ là hỏa thần người hầu, không hổ là kế thừa hỏa thần truyền thừa, tuổi còn trẻ liền có được anh cảnh thực lực. Minh hỏa thần nữ nghẹn ngào thanh âm truyền đến, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hai gã lão giả, lạnh lẽo nói, các ngươi hai cái nếu không động thủ liền lăn xa một chút, nếu muốn sấn hư mà nhập, ta liền đem các ngươi nơi này người toàn bộ giết. Ha ha, cái này hỏa ma thực lực cường đại vô cùng, không có hai ba người kiềm chế không được hắn, các ngươi cuốn lấy hỏa ma, chúng ta đánh chết cái kia tiểu nha đầu. Hỏa thần giáo phái cùng dị hỏa hai gã lão giả cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía A Gia Nhã, hiện tại, ngươi nếu phản kháng, kia chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Hai người thân hình vừa động, một người trong tay cầm một cái cây búa, một người trong tay cầm nhất kiếm một thuẫn, mặt trên ngọn lửa lưu chuyển. Cầm kiếm thuẫn lão giả trên người càng là màu lam linh độ dị hỏa, công kích quỷ dị mà lại khủng bố. Trống hỏa ma nhìn đến a gia nhã bị công kích vội vàng hướng tới bọn họ công kích mà đi còn muốn hộ chủ minh hỏa thần nữ cánh tay vung lên thân hình chấn động đỉnh đầu bộ xương khô cũng là một trận một cái màu đen ngọn lửa ngưng tụ mà thành 10 mét bộ xương khô mở ra thật lớn miệng bay thẳng đến hỏa ma táp tới mây lửa trời giáng một khắc danh lão giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trên bầu trời trăm mét mây lửa rớt xuống áp hướng hỏa ma vỡ ra đi một khắc danh thang đen lão giả ngực vỡ ra, vương hai cái khủng bố ngọn lửa bàn tay to, bay thẳng đến hỏa ma chụp tới. Chạm vào. Trong nháy mắt, hỏa ma bị thật lớn ngọn lửa đầu, ngọn lửa bàn tay to cùng mây lửa cuốn lấy. Rống rống, cút ngay. Hỏa ma hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra bạo nộ thần sắc, trong tay ngọn lửa cự chù y múa mây. Mỗi một chút, đều mang theo trăm mét ngọn lửa xẹt qua không trung. Sát, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng bằng vào bằng vào một cái hỏa ma là có thể đủ cùng chúng ta đối kháng sao. Nhất kiếm một thuẫn dị hỏa anh cảnh cường giả trên người tản ra màu lam ngọn lửa, trường kiếm một lóng tay, trực tiếp tới gần A gia nhã 10 mét trong phạm vi. Vèo. Đúng lúc này, trên không một thanh 5 mét lớn nhỏ ngọn lửa trường thương bay thẳng đến A gia nhã công kích mà đi. Sát. A gia nhã nhìn đến hai người công kích đã đến, trên mặt lộ ra nang tham thần sắc. Nàng hét lớn một tiếng, chung quanh, hơn một ngàn chỉ hỏa ma, hơn hai mươi chỉ đang cảnh hỏa ma, tắt bay thẳng đến ba cái thần giáo những đệ tử khác công kích mà đi. Nàng trong tay quyền trượng lưu chuyển, hướng tới phía trên đỉnh đầu. Ngọn lửa quyền trượng toát ra khủng bố hỏa trụ, bay thẳng đến ngọn lửa trường thương công kích mà đi. Ngươi còn muốn nhược rất nhiều. Đúng lúc này, A Gia Nhã trước người kiếm thuẫn lão giả trên mặt lộ ra sắc lạnh, u lam ánh sáng hiện lên, có chút thấu xương ngọn lửa trường kiếm bay thẳng đến nàng đâm tới. A Gia Nhã sắc mặt biến đổi lớn, trong tay quyền trượng xoay tròn một đám sinh động như thật ngọn lửa quyền trượng rậm rạp ở nàng trước người xoay tròn oanh trường kiếm thượng linh độ dị hỏa dường như muốn xuyên thấu hư không chạm ở a gia nhã trước người phòng ngự thượng lực lượng cường đại trực tiếp lệnh nàng bay ra mấy trăm mễ một cái vừa mới đạt được truyền thừa tiểu nha đầu cũng dám cùng chúng ta tranh phong đi tìm chết đi một khát danh trường thương lão giả trường thương hợp nhất nháy mắt một đạo ánh lửa tiếp tục hướng tới A Gia Nhã đánh sâu vào mà đi. Chạm vào. A Gia Nhã sắc mặt biến đổi lớn, trong tay quyền trượng một hoành, trong miệng một liếm, lực lượng cường đại phun ra một nguồn máu tươi. Nàng đạt được hỏa thần truyền thừa gần hai ngày, công kích kỹ xảo cùng chiến đấu trình độ hoàn toàn không thể đủ cùng này đó nhãn hiệu lâu đời khủng bố tồn tại so sánh với. Vô tri tiểu nha đầu, diệt. Kiếm thuẫn lão giả một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, hai tay vung lên. Kiếm tới, thuẫn lạc. A gia nhã sau lưng, vô số đạo linh độ dị hỏa ngưng tụ màu lam trường kiếm xuất hiện, rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn, bao trùm cây số không gian. Mà trên không một đám tấm trắng từ trên trời giáng xuống, hướng tới A gia nhã tập kích mà đi. A gia nhã sắc mặt trắng nhợt, trong lòng trào ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Không tốt không tốt, A gia nhã gặp được nguy hiểm. Xong rồi, thật vất vả gia tộc bọn ta xuất hiện một người anh cảnh cường giả, A gia nhã nha đầu này như thế nào liền như vậy cuộc bọn họ muốn bảo vật liền cho bọn hắn, phản chứng hỏa ma bọn họ lại mang không đi. Lúc này, ở hỏa linh đảo đối diện một cái cao ốc thượng, địch quốc vương thất mọi người đứng ở mái nhà, nhìn đến loại tình huống này sắc mặt trắng bệch, chắc gao nắm nắm tay. Không nghĩ tới cái kia nữ sinh thế nhưng đạt được hỏa thần truyền thừa, trở thành hỏa nữ thần nha. Cái gì hỏa nữ thần, hiện tại còn không phải phải bị tam đại thần giáo người đánh chết. Bãi biển vị trí, một đám người đầy mặt kinh hải nhìn này hỏa linh đảo kia khủng bố đại chiến. Bọn họ nhìn đột nhiên toát ra tới ngọn lửa nữ thần, trên mặt lộ ra chấn động. Bất quá, hiện tại cái kia hỏa nữ thần chỉ sợ muốn ngã xuống. Hỏa linh đảo, khắp phạm vi mười mấy cây số phạm vi, khủng bố ngọn lửa. Mỗi một kích đều hủy thiên diệt địa. Khi trời cao cá nhảy vào trong hư không hỏa ma, cùng Tam đại thần giáo chém giết, bọn họ giết chóc giả Tam đại thần giáo đệ tử. Nhưng mà, anh cảnh cường giả chiến đấu, vị kia hỏa nữ thần đã lâm vào tuyệt cảnh chiến đấu lập tức liền phải kết thúc, hỏa nữ thần bị giết lúc sau hỏa thần mộ địa liền phải về tam đại thần giáo. Trên bờ các võ giả đứng xa xa nhìn một màn này tình huống, lớn tiếng hô. Trống. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng long khiếu, vang vọng không trung. Tấu chương xong. Chương 495, nữ thần cùng thần long, thứ năm càng. Kiếm tới, thuẫn lạc, bao trùm A gia nhã phía sau cùng phía trên mặt khác hai cái phương vị tay cầm ngọn lửa trường thương lão giả lẳng lặng đứng ở nơi đó lấy vừa rồi hắn sở bày ra ra tới tốc độ cùng khủng bố lực sát thương a gia nhã căn bản trốn không thoát chính phía trước một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn lão giả sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng a gia nhã có chút đau thương có chút tuyệt vọng ánh mắt lập lòe nàng cũng không biết chính mình vì sao không có đồng ý bọn họ điều kiện dù sao vài thứ kia cuối cùng cũng sẽ không thuộc về nàng đối mặt này bốn phương tám hướng công kích A gia nhã đôi tay nắm chặt quyền trượng. Liều chết một kích. Trống. Long khiếu, phản phất từ cửu thiên mà đến. Lệnh chung quanh mọi người sửng sốt, này cổ ẩn chứa vô tận uy áp tiếng hô, lệnh vài tên anh cảnh cường giả trong lòng cả kinh. A gia nhã sắc mặt biến đổi, hướng tới phía dưới vị trí nhìn lại. Một cái khủng bố tản ra ngọn lửa tồn tại, hướng tới nàng bay tới. A gia nhã hơi hơi sửng sốt, cảm thụ được này cổ có thể so với hỏa ma khủng bố khí thế, sắc mặt căng thẳng kiếm thuẫn lão giả cùng trường thương lão giả đồng tử hơi hơi co rụt lại ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm cái này thần long phương đông thần long trống lại là một tiếng riết gào truyền đến a gia nhã ta tới tới chúng ta xử lý bọn họ một thanh âm truyền vào a gia nhã trong đầu nàng hơi hơi ngây người nháy mắt liền nhìn đến chính mình bị bảy tám mét lớn nhỏ khủng bố ngọn lửa thần long vây quanh ngọn lửa thần long tự nhiên là vương tiên hắn chiếm cứ ở a gia nhã chung quanh Cao Quý Long thủ vị với A Gia Nhã phía trên bên phải. Ca, ca, ca Phía trên, thuẫn dừng ở Vương Tiên trên người, giống như pha lê giống nhau, chậm rạp ngọn lửa màu lam trường kiếm dừng ở hắn trên người, phát ra thanh thúy thanh âm. Vương Tiên phần đầu hơi hơi thấp hèn, toàn bộ Long đầu so A Gia Nhã thân hình còn muốn đại. Đi lên. Vương Tiên Long cần hơi hơi vừa động, A Gia Nhã đứng thẳng ở trên người hắn. Nàng có chút ngốc ngốc nhìn Vương Tiên, trong tay nắm quyền trượng. Chiến đấu. Long Cần lưu quá nàng khuôn mặt, Vương Tiên hướng tới hắn nói, uy nghiêm ánh mắt nhìn chầm chầm hướng hai gã lão giả. A Gia Nhã phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn dưới thân Vương Tiên, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ thần sắc. Hắn nắm trong tay quyền trượng, đứng thẳng ở thần Long phía trên. Đây là nữ thần. Vương Tiên không có để ý A Gia Nhã đứng thẳng ở trên người mình, nữ Long kỵ sĩ, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Thiên nột, kia đó là cái gì? Thần Long, phương đông thần Long bãi biển chỗ, một chúng võ giả nhìn đến đột nhiên xuất hiện thần long, nhìn đến A Gia Nhã đứng ở thần long mặt trên, một thân hỏa hồng sắc xiêm y. Nữ thần cùng thần long. Này lực đánh vào, quả thực làm bọn hắn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thần long, Phương Đông vô địch thần long, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ, Hỏa thần mộ địa nội vốn là có thần long tồn tại. Một đám người trong lòng suy đoán, trừng lớn đôi mắt, gần nhìn chằm chằm. Phương Đông thần long mà ở cách đó không xa cao ốc thượng, một chúng địch quốc vương thất nhìn đến đột nhiên xuất hiện thần long, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện phương Đông thần long, loại này tồn tại, ở Hoa Hạ cũng là thần thoại trung sinh vật, hắn như thế nào sẽ xuất hiện bảo hộ A gia nhã? Bọn họ trong lòng kinh nghi, ba ngày thời điểm, bọn họ đã tiến vào quá mức thần cung, thần long cũng không tồn tại. A Elen -El trong mắt hiện lên một tia kinh nghi cùng suy tư, nhưng theo sát lắc lắc đầu. Trống sát. Mà ở hỏa linh đảo trên không, vương tiên mở ra long khẩu, nồng đậm ngọn lửa bay thẳng đến phía trước thuẫn kiếm lão giả phun đi. Viêm tương giống nhau ngọn lửa, ngay lập tức tới. Kiếm thuẫn lão giả sắc mặt biến đổi, trong tay tấm trắng nhất cử, trực tiếp ngăn cản ở ngọn lửa thường. Nhưng mà lúc này, vương tiên thân hình đã vọt qua đi, long trảo, bay thẳng đến lão giả chọc tới. Hừ, thần long lại như thế nào, hôm nay ta muốn đồ long. Kiếm thuẫn lão giả sắc mặt rét trung, trong tay trường kiếm cùng vung lên, dài mấy chục mét u lam linh độ dị hỏa bay thẳng đến vương tiên chém tới. Chạm vào. Sau đó, long trảo huy quá, kia ngọn lửa ngưng tụ thành trường kiếm, trực tiếp trách nát, vương tiên long trảo không giảm bay thẳng đến phía dưới chọc tới. Cái gì? Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, long trảo khủng bố vô cùng, dây lát lướt qua, hắn lập tức nâng lên tấm trắng. Tấm trắng thượng tản ra từng đạo màu lam văn lạc. Chạm vào. Nhưng mà, khủng bố long trảo chọc vào mặt trên, không gì chặn được cường đại tấm trắng, xuất hiện từng đạo vết rách. Lão giả, giống như bị trời giáng thiên thạch đánh trúng giống nhau, thậm chí bay thẳng đến hỏa linh đảo trụy đi. Oanh! Từ cây số trời cao trung, lão giả trực tiếp tạp nhập hỏa linh trên đảo, phát ra khủng bố tiếng vang. Ngọn lửa, ngàn tuyệt. Đúng lúc này, một cổ khủng bố ngọn lửa trường thương hướng tới vương tiên đâm tới. Đứng ở trên người hắn A Gia Nhã hơi hơi nhíu mày, trong tay quyền trượng vừa động chạm vào. Không chờ A Gia Nhã công kích cùng phòng ngự phóng xuất ra tới, một cái lông đuôi, bay thẳng đến trường thương quét tới. Khủng bố lực lượng, lệnh lão giả trực tiếp phun ra một từng ngụm từng ngụm máu tươi, hổ khẩu vị trí, nháy mắt nổ tung. A Gia Nhã hơi hơi sửng sốt, khiếp sợ nhìn nhìn chính mình dưới thân vương tiên, nhìn từng khối tản ra lưu ly hồng quang long lân. Nhìn uy vũ thân hình, nhìn không được gãi gãi hắn trên đầu giác. Uy! Vương tiên long cần quét quét A Gia Nhã, bất mãn nói, chú ý ngươi tay. Hảo hảo. A gia nhã khóe miệng hơi hơi dơ lên, hỏa hồng sắc đầu tóc ở không trung phi dương. Rầm rầm. Phía dưới kiếm thuẫn lão giả từ hỏa linh trên đảo bay ra tới, đầy mặt khiếp sợ nhìn chầm chầm vương tiên. Trong tay hắn tấm trắng xuất hiện rậm rạp vết rách, đầy mặt kinh sợ. Nắm trường thương lão giả cánh tay rung nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn nhìn vương tiên, lại dừng ở kiếm thuẫn lão giả trên người. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt đảo qua quấn quanh trụ hỏa ma minh hỏa ba người, nhanh chóng quyết định. Hỏa thần giáo phái người, đi. Dị hỏa dạy người, đi. Hai người không có chút nào do dự, bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi. Đường thanh âm kết thúc khi, bọn họ đã biến mất ở phía chân trời. Cái gì? Bên cạnh trên bầu trời, cùng hỏa ma rung rẩy minh hỏa ba người nhìn đến bọn họ hai người đào tẩu, sắc mặt nháy mắt nang tham lên. Bọn họ ánh mắt đảo qua kiêu uy vũ phương đông thần long cùng mặt trên A gia nhã, sắc mặt âm trầm vô cùng tiêu diệt minh hỏa đám kia gia hỏa. Vương tiên nhìn đến kiếm thuẫn lão giả cùng trường thương lão giả đào tẩu, không có truy kích. Lấy bọn họ hai người tốc độ, vương tiên cũng rất khó đem chi truy kích hơn nữa đánh chết. Tới rồi loại tình trạng này, nếu một người cường giả liều mạng đào tẩu, trừ phi có được tuyệt đối tính áp chế, nếu không rất khó chém giết. Bất quá, đối mặt minh hỏa, vương tiên trong lòng tràn ngập sát ý. Đặc biệt là cái kia lão yêu bà thần nữ. Trống trống. Hỏa ma nhìn đến chủ nhân cùng vương tiên lại đây, trên mặt lộ ra hưng phấn mà trống giận, trong tay hắn ngọn lửa cự chù y, bay thẳng đến hư không ném tới. Ông! Hư không ngọn lửa xuất hiện, hướng tới thang đen sắc lão giả công kích mà đi. Sát! A gia nhã gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay quyền trượng, phía dưới núi lửa trực tiếp phun trào. Vô tận hỏa tương, hướng tới minh hỏa một đám người tập kích mà đi. Vương tiên thân hình quay cuồng, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo đường cong, long trảo, hướng tới tên kia lão yêu bà, trực tiếp chụp tới. Tấu chương xong. Chương 496, Thanh Chấn Á Đại Lục, Đệ Nhất Càng. Không xong, chúng ta đi. Thang đen sắc lão giả nhìn đến vương tiên bọn họ tiến lên, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quát lớn. Triệt. Minh hỏa thần nữ hét lớn một tiếng, thân hình vừa động, xoay người hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Trống. Lão yêu bà, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Vương Tiên bay thẳng đến Minh Hỏa thần nữ quát, nồng đậm ngọn lửa, hướng tới nàng công kích mà đi. Ngăn lại nàng. A Gia Nhã hướng tới hỏa ma lớn tiếng mệnh lệnh. Là chủ nhân. Hỏa ma muộn thanh quát, trong tay ngọn lửa cự chùy bay thẳng đến Minh Hỏa thần nữ muốn đào tẩu phương hướng ném tới. Ngọn lửa cự chùy vẽ ra mang theo cây số ngọn lửa, trực tiếp phá không. Vương Tiên lắc lư long đuôi, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đi vào Minh Hỏa thần nữ trăm mét vị trí, trong tay long trảo xẹt qua chính đạo mang theo ngọn lửa, giống như xé rách hư không giống nhau, mỗi một đạo ngọn lửa trăm mét trường, bay thẳng đến minh hỏa thần nữ công kích mà đi. Mà vương tiên trên người, A Gia Nhã công kích cũng theo sát sau đó. Lăng Minh hỏa thần nữ phát ra một tiếng thê lương thanh âm, nhìn đến ba người muốn sát nàng, trên mặt lộ ra kinh sợ. Trên người nàng màu đen phù văn dâng lên, chậm rạp phù văn ngưng tụ thành minh hỏa. Minh hỏa biến ảo thành một cái màu đen hư ảnh, hắn đứng ở hư ảnh trung ương. Màu đen đầu lâu nhanh chóng dâng lên biến đại, cuối cùng biến thành hai mét lớn nhỏ, huyền phù ở hư ảnh phần đầu. Muốn giết ta, không có khả năng. Minh Hỏa thần nữ ở vào hư ảnh trung ương, hắn mở miệng phát ra kim loại khó nghe thanh âm. Bất quá, thanh âm cũng không phải từ nàng trong miệng truyền đến, mà là từ đầu lâu trung truyền đến. Minh Hỏa chi thần bám vào người, cho ta chết. Minh Hỏa chi thần, 10 mét lớn nhỏ khủng bố hư ảnh, hư ảnh bị một đám màu đen minh hỏa phù văn liên tiếp giữ tận đầu lâu tản ra vô tận u minh chi hỏa nàng lập với trong hư không một màn này lệnh nơi xa quan kháng mọi người trên mặt lộ ra chấn động thần sắc minh hỏa thần nữ huy động cánh tay mang theo khủng bố minh hỏa cùng lực lượng bay thẳng đến vương tiên bọn họ công kích mà đi thật là quỷ dị cường đại công kích không giống chính mình chỉ biết phun hỏa long trảo long đuôi quét ngang vương tiên nhìn minh hỏa thần nữ công kích ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ trong lòng quyết định ngày sau chính mình nhất định phải học tập này đó chiến kỹ. Bất quá, lấy ta cùng hỏa ma thực lực, lưu lại ngươi, vậy là đủ rồi. Vương tiên ánh mắt tràn ngập sát ý. Cái này lão yêu bà, không lâu trước đây còn muốn dùng cái kia đầu lâu đưa bọn họ đánh chết trở thành chất dinh dưỡng, điểm này, vương tiên liền sẽ không bỏ qua hắn. 10 mét minh hỏa chi thần tuy rằng khổng lồ, nhưng đối với vương tiên tới nói, cũng không phải rất lớn. Hắn múa may long trảo, nên hướng minh hỏa chi thần cánh tay. Ca, ca, ca Kịch liệt tiếng vang truyền đến, long trảo dừng ở cánh tay thượng, minh hỏa ngưng tụ cánh tay thượng phù văn phát ra nổ mạnh giống nhau thanh âm. Oanh! Lúc này, một bên hỏa ma cũng va chạm lại đây, đồng dạng thân thể cao lớn, bay thẳng đến nàng trên người ném tới. Một chùi y đi xuống, một đám màu đen minh hỏa phù văn trực tiếp tạc nứt. A! À. Minh hỏa thần nữ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ thần sắc, lớn tiếng quát, trợ ta đang ở một bên do dự hai gã lão giả sắc mặt đổi đổi. Nếu các ngươi dám lại đây, vậy đem các ngươi lưu lại. Vương tiên lạnh băng đôi mắt đảo qua hai gã lão giả. Hai gã lão giả sắc mặt kịch liệt biến ảo, bọn họ dám khẳng định, nếu hỏa ma, thần long hơn nữa đạt được hỏa thần truyền thừa nữ thần muốn lưu lại bọn họ nói, tuyệt đối có thể lưu lại. Bọn họ nhưng không có thần nữ thực lực, còn có thể đủ ứng phó một vài. Thần nữ, chúng ta ở minh hỏa thần điện thấy, hai cái lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp xẹt qua một đạo ánh lửa, biến mất ở phía chân trời. Các ngươi hai cái lão hỗn đảng. Minh hỏa thần nữ nhìn đến bọn họ rời đi, khóe mắt muốn nứt ra, đầy mặt dữ tận quát. Lão yêu bà, đi tìm chết đi. Vương tiên tràn ngập sát khí, long trảo, long đuôi, hướng tới minh hỏa thần nữ công kích mà đi. Hỏa ma cũng đồng thời công kích. Trên bầu trời, ba cái hình thể đạt tới 10 mét khủng bố tồn tại chiến đấu. Mỗi một kích, đều phát ra vang vọng phía chân trời thanh âm, mỗi một kích, ánh lửa văng khắp nơi. Bờ biển vị trí, một chúng võ giả ngốc ngốc nhìn mấy ngàn ra trời cao trung chiến đấu. kia một đám hình thể đạt tới 10 mét tuyệt thế cường giả. kia mỗi một kích đều giống như núi lửa bùng nổ uy lực. kia tùy tay vung lên đó là cây số ngọn lửa ở trên bầu trời quay cuồng. Phía dưới hải dương, kịch liệt quay cuồng. Nước biển bị bốc hơi thanh âm, tư tư không dứt bên tai. Còn có kia mỗi một kích va chạm tiếng động vang vọng khắp không trung. Toàn bộ địch quốc phạm vi 50 km nội, nghe được rành mạch. Trên bầu trời, từng trận phun sương mù phi cơ ở trên bầu trời phi hành. Địch quốc muốn che giấu một màn này, nếu không, đêm nay chiến đấu sẽ có mấy chục vạn người nhìn đến. A. À, hét thảm một tiếng truyền đến, trên bầu trời kia 10 mét lớn nhỏ minh hỏa chi thần hư ảnh rung rẩy, chậm rãi tan vỡ. Đầu lâu lại lần nữa thu nhỏ, mất đi vừa rồi ánh sáng. Minh hỏa thần giáo thần nữ khi đầu tán phát trong miệng máu tươi không ngừng phun thẳng đến một cái lông trảo huy quá không trung khôi phục bình tĩnh vương tiên thân mình hơi hơi xoay quanh khổng lồ hỏa ma đứng ở một bên vị trí nhìn nó chủ nhân a gia nhã hỏa thần trong cung hỏa ma cũng đi vào a gia nhã phía sau vừa rồi hơn một ngàn hỏa ma tướng tam đại thần giáo cường giả chém giết không đủ một nửa. a gia nhã nhìn trận chiến tranh này thắng lợi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nàng thân hình vừa động đứng thẳng đến một chúng hỏa ma phía trước. Nàng ánh mắt nhìn về phía bờ biển phương hướng. Ta hách toa. Mặt hãng tạp bổn. Ca Tây Đức. A ngươi. A gia nhã, đạt được hỏa thần truyền thừa, sau này bảo hộ địch quốc, bất luận kẻ nào hưu dám đến phạm. A gia nhã tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miệng, một đầu tóc đỏ hồng y, nữ thần phong phạm mười phần. Vương tiên nhìn đến nàng tuyên ngôn, hơi hơi mỉm cười, thân hình chậm rãi đi vào nàng bên cạnh, xoay quanh ở nàng chung quanh. Ung ụt. Thời gian, dường như tại đây một màn dừng hình ảnh, trên bờ cát, sở võ giả ngốc ngốc nhìn một màn này. Nữ thần A, hỏa chi nữ thần, quá cường. Quá Mỹ, quả thực quá Mỹ A. Có được khủng bố hỏa ma cùng thần long, đạt được hỏa thần truyền thừa, nàng nhiều nhất hơn 20 tuổi, quả thực là thượng đế sủng nhi. Chém giết minh hỏa thần nữ, hôm nay lúc sau, ngọn lửa nữ thần đem danh chấn toàn bộ Á đại lục, Ngày sau đêm có cơ hội thăng cấp vì thần. Một người danh võ giả đầy mặt trận mắt há hốc mồm nhìn, nhìn nữ thần cùng thần Long Hỏa Ma trở lại hỏa linh trên đảo. Hôm nay lúc sau, Á Đại Lục đem lại lần nữa cuộc khởi một người đỉnh cấp cường giả. Ngọn lửa nữ thần, hách toa. Mặt hãng tạp bổn. Ca Tây Đức. A Ngươi. A Gia Nhã. Xuống dưới. A Gia Nhã trở về thời điểm, liền trực tiếp ngồi ở vương tiên trên người, đương đi vào hỏa thần trong cung khi. Hắn quay cùng một chút thân hình, lạnh lùng nói. Ha hả? A gia nhã sờ sờ hắn long giác, trực tiếp nhảy xuống. Vương tiên thân hình vừa động, khôi phục thành nhân hình trạng thái, ngọn lửa ngưng tụ thành một cái hỏa hồng sắc quần áo. Ngươi xem, ngươi này thân hỏa hồng sắc quần áo có phải hay không cùng ta rất xứng đôi? Tuy rằng thân cao so với ta lùng một ít, bất quá không quan hệ, ta còn là thực thích ngươi. A gia nhã đứng ở vương tiên trước người, cười nhìn hắn ban đêm nhiều viết một chương, đúng giờ tuyên bố. Còn lại bốn chương vẫn là ở buổi tối. Tấu chương xong. Chương 497, ma đạo loạn thế, đệ nhị càng. Làm ngươi cho ta chuẩn bị thuyền chuẩn bị tốt sao? Vương tiên nghe được câu kia ngươi so với ta lùng, cúi đầu nhìn nhìn nàng dưới chân. Như cũ là một cái giày cao gót, hắn cũng không biết vì sao nước ngoài một ít nữ tính vì cái gì thích xuyên thứ này. Bất quá A Gia Nhã hiện giờ thực lực, dưới chân xuyên cái gì đều không ảnh hưởng nàng hành động. Hôm nay ta nếu là đem nơi này đồ vật đều cho bọn hắn nói, cũng liền không có ngươi chuyện gì. A gia nhã không có trả lời hắn nói, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, trên mặt mang theo tươi cười. Ngươi mệnh còn ở trong tay ta đâu? Vương tiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Đừng nói như vậy mất hướng nói, chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta, ta tự nhiên sẽ đem nơi này đồ vật cho ngươi đưa qua đi, hơn nữa, hỏa thần bí điển, thậm chí nước thánh quyết ta đều một chữ không lầm nói cho ngươi thế nào cái này của hồi môn đã phi thường phong phú đi a gia nhã vây quanh vương tiên xoay chuyển đầy mặt mỉm cười nói không có khả năng không nói ta có đồng ý hay không chính là ta bạn gái cũng sẽ không đồng ý vương tiên đầy mặt bất đắc dĩ nói ta không thể khắp nơi nơi này cùng ngươi háo đi xuống ngày mai ta phải đi về a gia nhã mày hơi hơi chọn chọn kia ta cùng ngươi cùng nhau trở về ngươi không phải muốn biết hỏa thần bí điển sao nếu ta hôm nay không nói cho ngươi nói. Nàng không có nói xong, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Tiên. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Vương Tiên nhìn nàng, sắc mặt không ngừng biến ảo, suy xét kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Như thế nào? Còn không được. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. A Gia Nhã hơi hơi tức giận căm tức nhìn hắn. Hảo hảo, nhưng là ta nói cho ngươi tính, chờ trên đường lại nói cho ngươi, ngươi làm người chuẩn bị một chút. Vương Tiên nghĩ nghĩ, nhìn đến nàng bộ dáng này, cũng là không thể nề hà gật gật đầu. Hảo, thuyền tùy thời đều có, hôm nay không ngại nói, đi vương cung tới ăn một bữa cơm. A gia nhã trên mặt lộ ra mỉm cười, đôi tay trực tiếp vượt vương tiên cánh tay. Hảo, nhưng buổi chiều thời điểm, chúng ta liền phải rời khỏi. Vương tiên nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, giao hảo địch quốc vương thất, tóm lại là có chút chỗ tốt. Khi hảo, ta phải đi về ngủ, cùng nhau đi, phản chứng về sau cũng muốn gả cho ngươi. A Gia Nhã lôi kéo cánh tay hắn, có chút vũ mị chớp chớp mắt. "Hảo a, nếu không chúng ta liền ở chỗ này đi." Vương Tiên hắc hắc cười cười. A Gia Nhã thân mình hơi hơi cứng đờ, nhìn Vương Tiên diễn ngược thần sắc, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Vương Tiên cười cười, thân hình vừa động, hướng tới khách sạn vị trí bay đi. Vương Tiên trở lại phòng nội đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mới vừa lượng khách sạn tiếng chuông liền vang lên vương tiên mở cửa a gia nhã trực tiếp đi đến trong tay cầm một ít quần áo ngày hôm qua ngươi quần áo hư rồi ta làm người cho ngươi lượng thân đặt làm một kiện thử xem đi nếu không có việc gì nói mang ngươi đi vương cung đi dạo a gia nhã cười cầm quần áo đưa cho hắn hướng tới phòng vừa đi vừa nói chuyện nói có thể vương tiên gật gật đầu mặc vào hắn đưa qua quần áo thực vừa người bất quá làm hắn vô ngữ chính là quần áo là màu đỏ rực cùng a gia nhã trên người màu đỏ áo choàng có một loại tình lữ trang cảm giác ân ân không tồi chúng ta đi ăn một bữa cơm a gia nhã cười gật gật đầu đi tới kéo cánh tay của nàng hướng tới bên ngoài đi đến một đường đi tới đưa tới vô số người ánh mắt đặc biệt là a gia nhã mang theo vương miệng màu đỏ quần áo một đầu lửa đỏ đầu tóc phi thường dẫn nhân chú mục vương tiên cùng chi ăn xong bữa sáng liền đi trước địch quốc vương cung a gia nhã mang theo hắn ở vương cung nội đi dạo giữa trưa thời điểm vương tiên cùng a gia nhã cha mẹ cùng với đệ đệ cùng nhau ăn bữa cơm không có quá nhiều người cũng không có quá nhiều quy củ vương tiên gặp được địch quốc quốc vương nhưng thật ra không có ước thúc hai người cười ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau đồ vật đều làm người chuẩn bị tốt sao ăn xong cơm trưa vương tiên phất tay cùng a gia nhã người nhà cáo biệt hướng tới nàng hỏi đã chuẩn bị tốt chờ ngươi người tới ta lại phái người đem đồ vật đưa qua đi a gia nhã liêu liêu tóc hướng tới hắn nói hảo chúng ta đây muốn trước bay đi hoa hạ thủ đô sau đó lại đi ta cư trú địa phương vương tiên gật gật đầu hướng tới nàng nói tùy tiện phản chứng ta liền đi theo ngươi trước kia ta còn không có rời đi quá địch quốc đâu hoa hạ có phải hay không thực hảo chơi a gia nhã có chút tiểu hưng phấn hỏi trên đất bằng muốn so địch quốc mỹ rất nhiều các ngươi đây đều là sa mạc Vương Tiên gật gật đầu, nhìn nhìn trên người nàng quần áo, ngươi liền này phút trang điểm qua đi. Như cũ cùng bình thường trang điểm giống nhau, đầu đội vương miệng, chẳng qua lần này lợi hại hơn, trong tay còn cầm quyền trượng. Một cái 13 cấp linh khí cấp bậc phát trượng. Cứ như vậy làm sao vậy? A gia nhã hơi hơi ngẩng lên đầu, lộ ra trắng tinh không tì vết cổ. Tùy ngươi đi. Dù sao cũng là ngọn lửa nữ thần, lấy thực lực của nàng xuyên cái gì đều là ngọn lửa nữ thần cấp tiểu nha đầu phát cái tin nhắn. Vương Tiên lấy ra di động, cùng A Gia Nhã hướng tới sân bay chạy tới. Vừa mới phát xong tin tức, quan thư tình điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Quy, thư tình. Tiểu Tiên, ngươi chừng nào thì trở về. Chiều nay liền đến Thượng Kinh, sao lại thế này? Vương Tiên có chút nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chính là làm ngươi mau chóng trở về, hiện tại giang hồ hảo loạn A, Thánh Linh Môn bị diệt, mấy ngày nay ma đạo xuất thế, toàn bộ giang hồ nơi nơi đều là chém giết, đêm qua có ma đạo tuyệt thế cường giả tới tùy tộc. Phải không? Đi tùy tộc làm gì? Vương Tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cảnh cáo, cảnh cáo tùy tộc không cần tham dự tiến vào, hiện tại ma đạo môn phái đang ở điên cuồng trả thù 50 năm trước vây công bọn họ môn phái. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, không có việc gì là được, ta hiện tại Mã Sơn liền phải đến sân bay, tới rồi trực tiếp đi tìm ngươi. Cốt tiểu tiên, ngươi không tới ta không yên tâm, Quan thư Tình nói hai câu lúc sau cắt đứt điện thoại. "Người bạn gái?" Một bên A Gia Nhã tò mò hỏi, nàng nghe không hiểu Hán ngữ, cho nên không biết Vương Tiên đang nói cái gì. "Đúng vậy, bạn gái." Vương Tiên cười cười. "Xem ra ta về sau muốn học học Hán ngữ." A Gia Nhã cười cười. Vương Tiên nhún nhún vai, lấy ra di động, đổ bộ thượng giang hồ trang web. Mới đến đến địch quốc ba bốn thiên, giang hồ thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhìn đến trên giang hồ một đám tin tức, vương tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ma đạo loạn thế, thánh linh môn bị diệt, tuyệt thế cường giả thân vẫn. Thi ma cung, ma sát chùa, di cốt, ma quỷ, bốn cái ma đạo môn phái thực lực khủng bố vô cùng, thi ma cung dễ dàng tiêu diệt thánh linh môn. Ma đạo tề đế, dục khiêu chiến đông hoa thánh môn trưởng môn nhiếp vô song với hoa sơn đỉnh. Cương thi, thi quỷ, khống thi, khủng bố ma đạo. Một đám tin tức, toàn bộ đều là có quan hệ với ma đạo. Từ thiên kiêu thiếu kiệt xếp hạng đại tái sau khi chấm dứt, giang hồ hoàn toàn thời tiết thay đổi. Đã lâu không ra cửa, đi ra ngoài mua vài thứ, muộn đều 9 giờ. Tấu chương xong. Chương 498, Họa Bì, Đệ Tam Càng. Ma đạo. Vương Tiên nhìn trên giang hồ tin tức, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Ma đạo tu luyện lấy huyết mạch là chủ, bọn họ tu luyện thủ đoạn, thường thường phi thường tàn nhẫn. Cương thi, Thi quỷ cổ độc đều thuộc về ma đạo trừ cái này ra bởi vì tu luyện đều là tiếp xúc này đó âm u đồ vật dễ dàng lệnh một người tâm linh vạn vẹo dễ dàng sử chi tính tình quái đảng không sợ gì cả không tuân lễ pháp cho nên bọn họ được xưng là ma đạo lọc vào bình thường võ giả vây công cùng tiêu diệt vương tiên đối với ma đạo cũng không có quá lớn hảo cảm cũng không có quá nhiều chán ghét đi vào sân bay hai người cưỡi phi cơ hướng tới thượng kinh chạy tới một thân như nữ vương trang điểm A Gia Nhã đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu vô số người chú ý. Cho dù là ở khoang hạng nhất, cũng gặp đến mặt khác mấy người chú ý. A Gia Nhã hồn nhiên không thèm để ý cười cười. Một cái công chúa, ở đối mặt người khác tò mò ánh mắt khi, đã có thể làm được dễ dàng làm lơ. Phi cơ rớt xuống đến sân bay, mà sắc trời cũng đã tới rồi buổi tối 8 giờ tả hữu. Vương Tiên mang theo A Gia Nhã đi ra sân bay, đánh một chiếc xe hướng tới tùy tộc chạy tới. A Gia Nhã tò mò đánh giá bên ngoài thế giới, thường thường đối hắn hỏi đông hỏi tây. Vương Tiên cười trả lời, xe hướng tới phía trước chạy. Rầm rầm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh nổ mạnh thanh âm. Thật xui xẻo, thế nhưng làm chính mình gặp được loại chuyện này, trách không được mấy ngày nay buổi tối mọi người đều không muốn chạy chuyến tàu đêm. Tài xế taxi nghe được phía trước tiếng nổ mạnh, trên mặt lộ ra một tia kinh hoảng thần sắc. Hắn vội vàng đem xe quay đầu. Làm sao vậy? sư phó vương tiên cao mày hướng tới tài xế taxi hỏi mấy ngày nay thượng kinh ban đêm không an bình thực loạn thực loạn mẹ nó hôm nay buổi tối không kéo đợi lát nữa ta đem các ngươi đưa xuống xe tiền từ bỏ tài xế đầy mặt nang tham nói vương tiên hơi hơi nhíu mày chúng ta ở chỗ này xuống xe hảo vậy các ngươi chạy nhanh hạ tài xế sư phó hiển nhiên từ đồng sự nơi đó hiểu biết đến một chút sự tình lập tức dừng lại xe hướng tới vương tiên nói làm sao vậy chúng ta tới rồi sao a gia nhã có chút tò mò hướng tới vương tiên hỏi không có bất quá cũng khoảng cách nơi này không xa chúng ta đi qua đi vương tiên lắc lắc đầu hướng tới a gia nhã nói ánh mắt nhìn về phía trước vị trí phản chứng ta đi theo ngươi đi a gia nhã ánh mắt cũng hướng tới phía trước nhìn lại vừa rồi tiếng gầm rú hiển nhiên là có người ở nơi đó chiến đấu ân ừ, đi chúng ta đi xem vương tiên gật gật đầu hắn không nghĩ tới, thế nhưng liền thượng kinh đô hỗn loạn đến loại tình trạng này. Hai người hướng tới phía trước đi đến, một tia nhàn nhạt huyết sắc sương mù xuất hiện, vương tiên nhướng nhướng mày. Khạch khạch, 50 năm trước các ngươi cửa đông nhất tộc bao vây tiểu trừ ta ma tộc, 50 năm qua đi, tới rồi các ngươi cửa đông gia tộc ngày chết ha ha. Chúng ta di cốt, sẽ đem các ngươi gia lột, sau đó làm thành tác phẩm nghệ thuật, đem các ngươi xương cốt chế tác thành hoàng mỹ vũ khí. Ha hả, năm mươi năm trước chúng ta cửa đông lão tổ có thể tiêu diệt các ngươi di cốt trưởng môn hôm nay còn dám tới báo thù thật là tìm chết Khạch khạch, mười ngày trong vòng các ngươi cửa đông nhất tộc tất diệt hừ cuồng vọng hai người tới gần phía trước truyền đến từng tiếng lạnh băng thanh âm trong không khí tràn ngập huyết vụ nhàn nhạc huyết tinh lệnh a dai nhã cao mày vương tiên ánh mắt nhìn lại ước chừng hai mươi cái thanh niên ở vào phía trước vị trí bọn họ giằng co hai bên ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí cửa đông nhất tộc thượng kinh tam đại thánh tộc chi nhất di cốt ma đạo tứ đại môn phái chi nhất nguyên lai là này hai cái thế lực người ở tranh đấu trách không được như thế không kiên nể gì hai bên vị trí có từng chiếc xe thể thao hiển nhiên là di cốt đệ tử ở mai phục cửa đông nhất tộc người đó là vương tiên nhìn về phía một chúng di cốt đệ tử hơi hơi nheo lại đôi mắt mười tên di cốt đệ tử diện mạo phi thường quái dị có rất nhiều lão giả có rất nhiều thanh niên còn có rất nhiều nữ tính mấy cái nữ tính, nhìn qua yêu diễm vô cùng, động lòng người đến cực điểm. Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền có thể phát hiện, di cốt đệ tử quá dị vô cùng. Bọn họ trên mặt, giống như mang theo một bộ mặt nạ, nhưng này mặt nạ, xác thật da người mặt nạ. Họa bi. Vương Tiên nghĩ đến một cái từ, trên giang hồ có đối với di cốt giới thiệu. Bọn họ lấy người chết, hoặc là cường giả xương cốt, luyện chế thành hoàn chỉnh di cốt, sau đó lấy họa bì đem chi vây quanh. Dùng đặc thù phương pháp, sử chi sống lại, liền dường như chế tạo linh khí giống nhau. Có được linh tính di cốt liền có được khủng bố sức chiến đấu. Này đó di cốt đệ tử, hiển nhiên không có chế tạo di cốt thực lực, nhưng lại có thể đem họa bị dán ở chính mình trên người. Dán ở trên người sau, bọn họ sẽ đạt được cường đại lực phòng ngự. Như thế nào như vậy biến thái, cùng đảo quốc niên gia có đến liều mạng. Một bên A Gia Nhã hiển nhiên cũng nhìn ra bọn họ gương mặt thật, có chút chán ghét nói. Ngạch, khi nơi chật hẹp nhỏ bé tất cả đồ vật toàn bộ đến từ chính hoa hạ, đáng tiếc, tốt không học, hư toàn học đi rồi. Vương Tiên lắc lắc đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc biết ma đạo vì người nào người kêu đánh. Gần này họa bì, liền yêu cầu sử dụng vừa mới chết hậu nhân loại làn da, loại này thủ đoạn, thực biến thái, thực tàn nhẫn. 20 người đối chọi gay gắt, di cốt 10 người trong tay cầm xương cốt. Cửa đông thánh tộc 10 người toàn bộ cầm một phen đoạn kiếm. Đi thôi, Vương tiên nhìn nhìn, hướng tới A Gia Nhã nói một câu, từ một bên vòng qua đi. Thánh tộc cũng hảo, ma đạo cũng thế, chỉ cần không trêu chọc chính mình, hết thảy đều hảo. Ân. A Gia Nhã tò mò nhìn nhìn bọn họ, kéo vương tiên cánh tay, đi theo vòng qua đi. Di. Từ từ. Hảo tinh xảo làn da. Đúng lúc này, một người di cốt đệ tử đột nhiên hướng tới vương tiên A Gia Nhã hai người nhìn lại, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá A Gia Nhã đó là một nữ tử, phi thường quyến rũ mỹ lệ nữ tử, trên mặt tản ra nhàn nhạt huyết khí, màu đỏ tươi môi. Hồng Nương, trước tiêu diệt cửa đông thánh tộc này mấy cái gia hỏa lại làm mặt khác. Một người đầy mặt nếp uống lão giả nhíu chặt mày nói, hắn tuy rằng tướng mạo lão giả, nhưng nói chuyện thanh âm, thật là cùng thanh niên giống nhau như đúc. Giao cho các ngươi chính người, như thế tinh mỹ họa bì, ta cần phải hảo hảo cất chứa lên. Hồng Nương duỗi tay liếm liếm chính mình ngón tay, cười nói. Ha ha, không hổ là ma đạo, các ngươi đều đáng chết." Cửa Đông Thánh tộc một người thanh niên cười lớn một tiếng, hắn đầy mặt tự tin quét quét bên cạnh chính người. Đưa bọn họ giết. Cửa Đông Thánh trong tộc ương thanh niên quát lạnh một tiếng, thân hình vừa động, trực tiếp xông ra ngoài. Hồng Nương không để ý đến, hút chính mình ngón tay, chậm rãi dạo bước hướng tới Vương Tiên A Gia Nhã đi đến. Nàng đầy mặt thưởng thức nhìn từ trên xuống dưới A Gia Nhã, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng tán thưởng. Nước ngoài đại mỹ nữ ta thu tàn phẩm loại còn không có nước ngoài mỹ nữ, hôm nay vận khí thật tốt a. À. Ta quyết định, đãi ta bước vào tiên thiên, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành ta cái thứ nhất di cốt. Tấu chương xong. Chương 499, toàn bộ đều ở tìm chết, đệ tứ càng. Nàng đang nói cái gì? A gia nhã nhìn kia yêu mỹ nữ tử nhìn chầm chầm chính mình không ngừng đánh giá, hơi hơi nhíu mày, hướng tới vương tiên hỏi. Nàng lại nói, muốn đem da của ngươi lột, sau đó cất chứa lên, đem ngươi xương cốt chế tạo thành nàng cái thứ nhất di cốt. Vương tiên cười triệu A gia nhã phiên dịch nói. Một cái liền tiên thiên không đến gia hỏa, thế nhưng muốn đem đạt được hỏa thần truyền thừa thực lực đạt tới anh cảnh A gia nhã giết, gia làm họa bì, xương cốt chế tạo thành di cốt. Thật đúng là, ở tìm chết. Cái gì? A gia nhã nhớ mày, ánh mắt quét về phía trước người yêu mị nữ tử, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. A a a. Nhưng mà đúng lúc này, mặt sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm ha ha các ngươi di cốt phế vật ở các ngươi tiến vào thượng kinh thời điểm chúng ta liền đã phát hiện các ngươi tung tích mai phục chúng ta thật là vô tri ngu xuẩn hôm nay các ngươi mười cái một cái đều chạy không được tiên thiên ngươi thế nhưng là tiên thiên tồn tại âm hiểm cửa đông nhất tộc ha ha đối phó các ngươi này đó rác rưởi đâu ra âm hiểm vừa nói tiên thiên uy thế truyền đến di cốt đệ tử phát ra từng tiếng kêu thảm thiết tên kia trong tay cầm màu đỏ đoạn kiếm thanh niên, tùy ý đánh chết. Lấy hắn tiên thiên thực lực, đối phó này đàn không đến tiên thiên tồn tại, quả thực dễ như trở bàn tay. Cái gì? Vẫn luôn diễn ngược thưởng thức đánh giá A giai Nhã Hồng Nương sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn đến năm tên đồng bạn đã bị giết, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Đê tiện vô sĩ cửa đông nhất tộc, cùng các ngươi lão tổ giống nhau đê tiện vô sĩ. Hồng Nương trên mặt lộ ra giữ tận thần sắc, cánh tay vung lên, màu đỏ huyết vụ bay thẳng đến phía trước công kích mà đi. Mà nàng thân hình, nhanh chóng hướng tới nơi xa đào tẩu. Ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu. Cầm đỏ như máu đoạn kiếm thanh niên trên mặt lộ ra kinh thường thần sắc, hắn hơi hơi ngẩng lên đầu, trực tiếp lăn không mà đi, hướng tới hồng nương đâm tới. Đáng chết cửa đông nhất tộc, các ngươi lập tức liền sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Hồng nương cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố sát khí, trên mặt lộ ra nang tham thần sắc. Các ngươi này khoác da người quỷ đồ vật đi tìm chết đi. Thanh niên ngạo nghễ đoản kiếm một thứ, thẳng chỉ Hồng Nương phần lưng. A. À. Hồng Nương phát ra kêu thảm thiết, thân ảnh trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng mà đột nhiên, một cái trần trụi thân hình lấy càng thêm khủng bố tốc độ hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Kim Thiền thoát xác, thế nhưng cởi ra da người. Tên kia thanh niên hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra lạnh băng thần sắc, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ thoát được sao? Hắn nắm trong tay đoạn kiếm, cánh tay vung lên. Đỏ như máu đoạn kiếm ở không trung vẽ ra một đạo vết máu. A. À. Hét thảm một tiếng truyền đến, tên kia thanh niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Hắn quay đầu, nhìn về phía phía sau, chính cụ di cốt thi thể đã ngã trên mặt đất. Lượng ca, ngươi thật là quá lợi hại, thế nhưng đoán được có di cốt đệ tử mai phục chúng ta, ha ha, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, chúng ta đã đoán được bọn họ động tác. Một thanh niên ánh mắt đảo qua trên mặt đất thi thể hướng tới thanh niên a du nói a tiến vào chúng ta địa bàn còn dám cùng chúng ta đấu quả thực là tìm chết cửa đông lượng hơi hơi ngẩng đầu cười cười cánh tay vung lên nơi xa đỏ như máu đoạn kiếm bay qua tới trở lại trong tay lượng ca thực lực lại cường đại rồi rất nhiều kim thiền thoát sát là di cốt một người cường đại nhất chạy trốn kỹ năng vẫn là không có thể chạy ra lượng ca bàn tay vài tên thanh niên vây quanh lại đây một đám vuốt môn ngựa cửa đông lượng một tay cầm đoạn kiếm lưng đeo ở sau người, nhàn nhạt cười cười. Trên người tản mắt ra một cổ cao nhân nhất đẳng thần sắc. Hắn ánh mắt đảo qua nhìn về phía vương tiên A gia nhã vị trí, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Ở vừa rồi di cốt cái kia hồng nương hướng tới bọn họ đi tới khi, cửa đông lượng cũng chú ý tới A gia nhã. Ngạo nhân thân cao cùng dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt. Đỉnh đầu mang một cái vương miệng, cao quý, nữ thần. Hơn nữa, còn tràn ngập dị vực phong tình cho dù là thấy nhiều mỹ nữ cửa đông lượng, lại nhìn đến A Gia Nhã khi, cũng là trong lòng lửa nóng. Loại này nước ngoài mỹ nữ, quả thực chính là nhân gian cực phẩm. Hắn ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, lập tức hướng tới A Gia Nhã đi đến. Vị này mỹ nữ, tại hạ cửa đông lượng, không có làm mỹ nữ chấn kinh đi. Cửa đông lượng đầy mặt mỉm cười hướng tới A Gia Nhã nói. Nàng mê hoặc nhìn nhìn vương tiên, nghe không hiểu. Cửa đông lượng cũng là hơi hơi sửng sốt, nhìn đến nàng nghi hoặc bộ dáng lập tức mở miệng dùng tiếng anh lại lần nữa nói một lần a gia nhã bừng tỉnh lắc lắc đầu nhìn nhìn vương tiên đi thôi vương tiên ánh mắt quét cửa đông lượng hướng tới a gia nhã nói ân a gia nhã cười gật gật đầu ân cửa đông lượng hơi hơi sửng sốt sắc mặt chậm rãi trở nên nang tham lên bên cạnh vài tên thanh niên nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức hướng tới vương tiên bọn họ quát chúng ta cứu hai vị một mạng chẳng lẽ các ngươi không biết báo đáp một chút liền đi sao nga vương tiên thân mình dừng một chút có chút trào phúng nhìn về phía bọn họ muốn như thế nào báo đáp từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân mỹ nữ lấy thân báo đáp khiến cho ngươi bên cạnh mỹ nữ cùng chúng ta lượng ca lấy thân báo đáp đi ha ha một thanh niên cười lớn nói bên cạnh mấy người phụ họa gật đầu ngôn ngữ trực tiếp hành vi cuồng vọng đầy mặt kiêu ngạo cửa đông lượng nhướng mày không nói gì hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá A Gia Nhã, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn đôi mắt không sạch sẽ. A Gia Nhã quay đầu nhìn về phía Vương Tiên, hướng tới hắn nói. Bọn họ miệng cũng không sạch sẽ. Vương Tiên trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hướng tới A Gia Nhã nói. Tiểu tử kỹ lý cô nói cái gì? Giảng tiếng người, hiện tại đem ngươi bên cạnh ngoại quốc nữ lưu lại. Vương Tiên nhìn bọn họ kiêu ngạo bộ dáng, chậm rãi lắc lắc đầu, cánh tay vừa đồng, một đạo ngọn lửa, bay thẳng đến hắn công kích mà đi. Ân. Ừ. Tên kia thanh niên nói đến một nửa nhìn đến vương tiên thế nhưng phóng xuất ra ngọn lửa công kích, sắc mặt tức khắc cương xuống dưới. Nhưng mà, không chờ hắn phản ứng lại đây, ngọn lửa đã dừng ở hắn trên người. Không có chút nào kêu thảm thiết, thanh niên trực tiếp biến mất. Khi một đoàn ngọn lửa, tiếp tục hướng tới chung quanh một chúng thanh niên công kích mà đi. Cái gì? Đứng ở vương tiên bên cạnh cửa đông lượng cao ngạo thần sắc nháy mắt lộ ra một tia kinh sợ ngươi các ngươi vì cái gì toàn bộ đều ở tìm chết vương tiên nhìn về phía cửa đông lượng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường cánh tay vung lên ngọn lửa bay thẳng đến hắn công kích mà đi sao có thể thanh niên sắc mặt hoảng hốt thân hình chấn động cùng phong hướng tới ngọn lửa thổi đi chạm vào nhưng mà ngọn lửa không chịu chút nào ảnh hưởng trực tiếp dừng ở hắn trên người oanh a à a à. cửa đông lượng trừng lớn đôi mắt trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng. Ta là cửa đông thánh tộc người, ngươi dám giết ta a? À? Đi thôi. Vương tiên kinh thường nhìn lướt qua. Mặc kệ là di cốt vẫn là cửa đông thánh tộc, mặc kệ là ma đạo vẫn là chính phái, chỉ cần treo chọc chính mình. Kết quả đều là giống nhau, chết. Tấu chương xong. Chương 500, hậu viện cháy cùng luyện khí, thứ năm càng. Về sau không cần kéo cánh tay của ta, đừng nói làm ta cưới ngươi linh tinh ngôn ngữ hỏa thần bí điển thượng nội dung hy vọng ngươi mấy ngày nay viết ra tới vương tiên mang theo a gia nhã đi ở thượng kinh đêm trên đường nhìn sắp tiến vào tùy tộc khu vực hướng tới nàng nhắc nhở nói a gia nhã lạnh lùng nhìn nhìn vương tiên như thế nào đây là ở cảnh cáo ta sao vương tiên nhìn đến nàng bộ dáng có chút bất đắc dĩ ta là không hy vọng ta bạn gái hiểu lầm hừ đây là chuyện của ngươi a gia nhã nói đôi mắt đột nhiên đỏ lên ngạch a gia nhã ngươi đừng như vậy làm cho ta giống như khi dễ ngươi đúng vậy. Vương tiên nhìn đến nàng bộ dáng, vội vàng nói. Chẳng lẽ không có sao? Ta đi theo ngươi đi vào nơi này, bảo vật cũng cho ngươi, hiện tại ngươi tùy thời đều có thể đem ta đá đi rồi, có phải hay không ta đem hỏa thần bí điển viết cho ngươi, ngươi khiến cho ta lăn. A à, gia nhã trừng mắt hắn, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. Sẽ không sẽ không, tính tính, tùy ngươi như thế nào làm hành đi, ta sẽ không đem ngươi đuổi đi. Vương Tiên nhìn đến nàng bộ dáng, không đành lòng. Một cái đạt được hỏa thần truyền thừa, một cái anh cảnh tuyệt thế nữ thần đi theo chính mình đi vào dị quốc tha hương, nếu ở khi dễ nàng, Vương Tiên liền thật sự không phải nam nhân. Này còn kém không nhiều lắm, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi cũng không thể đủ đuổi ta đi. A gia nhã hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới phía trước đi đến. Chuyển biến, ngươi không quen biết lộ hướng phía trước đi làm gì. Vương Tiên lắc lắc đầu, nữ nhân nào, không hiểu được. Long Vương. Nhìn đến Vương Tiên đã đến, tùy tộc người vội vàng cung kính mà nói. Ân, ta chính mình qua đi là được. Vương Tiên hướng tới trên đường tùy tộc đệ tử vẫy vẫy tay, hướng tới tùy tộc Thánh Sơn vị trí đi đến. A Gia Nhã theo ở phía sau, sắc mặt đã khôi phục lại đây, tò mò đánh giá chung quanh tứ hợp viện. Ha ha, Vương Tiên huynh đệ tới sao? Vương Tiên còn chưa đi vào đi, tùy hoàng thanh âm liền đã truyền đến. Xem ra tùy hoàng thương thế của ngươi đã tốt không sai biệt lắm vương tiên cười đi vào tiểu tiên quan thư tình thân ảnh đã đi tới đầy mặt vui vẻ chạy tới lôi kéo cánh tay hắn bất quá đương đi tới nàng tươi cười liền thu lên đầy mặt tò mò nhìn đi theo hắn phía sau nữ tử không đúng xưng là nữ tử không thích hợp hẳn là nữ thần quan thư tình không phải không có gặp qua nước ngoài mỹ nữ nhưng là giống a gia nhã như thế xuất sắc như thế xinh đẹp nữ tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao gầy hoàng mỹ dáng người vương miệng quyền trượng, trên người có một cổ đặc thù khí chất. Này cổ khí chất, quan thư tình chỉ có ở tôn linh tú trên người gặp qua. Cùng tôn linh tú bất đồng, tôn tú linh là thuần khiết quan minh, a gia nhã cái loại này là cao ngạo hỏa, lệnh người nhịn không được nhiều xem vài lần. Nàng là ai? Quan thư tình đầy mặt cảnh giác nhìn về phía vương tiên, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt cắt gao nhìn chầm chầm hắn đôi mắt. Một cái bằng hữu, đến từ địch quốc, kêu a gia nhã. Vương tiên môi có chút rung lên, hướng tới quan thư tình đầy mặt đứng đắn nói bằng hữu cái gì bằng hữu bằng hữu bình thường thư tình ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn ta ngươi còn chưa tin sao vương tiên trên mặt bài trừ vẻ tươi cười một bên a gia nhã không biết bọn họ đang nói cái gì nàng hướng tới quan thư tình cười cười ngươi hảo quan thư tình như cũ mang theo một tiên nghi hoặc hướng tới a gia nhã gật gật đầu vương tiên huynh đệ thế nào lần này thu hoạch tùy hoàng đi ra đầy mặt miễn cười hướng tới vương tiên hỏi cũng không tệ lắm tu luyện công pháp sự tình tùy hoàng ngươi lão nhân gia liền không cần nhọc lòng vương tiên cười cười vội vàng ôm lấy quan thư tình đón nhận đi nhìn nhìn hắn đã mọc ra từ cánh tay không nghĩ tới tùy hoàng ngươi khôi phục còn rất nhanh tiêu hao rất nhiều bảo vật nha tùy hoàng ngồi ở một bên hướng tới vương tiên ý bảo một chút vương tiên triều a gia nhã nói một tiếng làm nàng ngồi ở một bên ân Tùy Hoàng ánh mắt nhìn về phía A Gia Nhã, dừng ở nàng trong tay quyền trượng thượng, hơi hơi nhíu mày. Tùy Hoàng, hiện tại trên giang hồ là tình huống như thế nào? Vương Tiên uống lên một ly trà, hướng tới Tùy Hoàng hỏi. Tùy Hoàng dời đi ánh mắt, hơi hơi trầm ngâm một chút, thở dài một hơi, thực phức tạp nha, mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người tự bảo vệ mình. Vương Tiên hơi hơi nhíu mày, ma đạo thực lực rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh. Tùy Hoàng gật gật đầu, ẩn nhẫn 50 năm ma đạo, bộc phát ra tới thực lực khủng bố, ma đạo cường giả tề đế, càng là muốn khiêu chiến đông hoa thánh môn trưởng môn nhiếp vô song. Trước mắt, ma đạo đang ở điên cùng trả thù 50 năm trước địch nhân, 4 năm cái một bậc thế lực bị diệt, một cái thánh môn bị diệt, ngày hôm qua di cốt tuyệt thế cường giả tới nơi này cảnh cáo ta không cần nhúng tay bọn họ cùng cửa đông thánh tộc ân oán, nếu không khiến cho tùy tộc tinh phong huyết vũ, như 50 năm trước giống nhau, hành sự phi thường bá đạo. Tùy hoàng chậm rãi nói, mấy ngày nay đông hoa thánh môn hẳn là sẽ lại lần nữa liên hợp một ít thánh môn đối ma đạo tiến hành áp chế hoặc là bao vây tiểu trừ cũng hoặc là giảng hòa đương nhiên này còn muốn xem tề đế cùng nhiếp vô song đại chiến lúc sau vương tiên chậm rãi gật gật đầu hiện tại có mấy cái thánh môn liên lụy đi vào sáu cái thánh môn một cái thánh tộc trên giang hồ 80% lực lượng đều đã liên lụy đi vào cái này cũng chưa tính bị tiêu diệt thánh linh môn tùy hoàng trầm khuôn mặt nói bảy cái thánh cấp thế lực Hiện tại trong chốn giang hồ tồn tại Thánh môn có 8, thánh tộc có 4 cái, thế nhưng có 7 cái thế lực liên lụy đi vào. Vương Tiên trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, "Tùy Hoàng ngươi là muốn chỉ lo thân mình vẫn là? Hiện tại loại chuyện này đã không phải ta có thể tả hữu, nếu ta tùy tộc hơn nửa tiêu tộc cùng ngươi Long môn có thể liên hợp lại nói, đến lúc đó có thể nếm thử một chút." Tùy Hoàng chậm rãi nói, "Ta là không tham dự chuyện này, bọn họ ái như thế nào, sát như thế nào sát, cùng ta Long môn không quan hệ." Vương Tiên cười cười. Ngươi Long Môn đệ tử chỉ có 50, xác thật có thể dễ dàng né tránh, nhưng là ta tùy tộc không giống nhau. Tùy Hoàng hơi hơi thở dài một hơi, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Hiện tại trước mặt có hai cái đội hình, một cái là ma đạo, một cái là chính đạo. Gia nhập ma đạo là không có khả năng, nhưng là gia nhập chính đạo, hắn cũng không nghĩ. 50 năm trước vì tiêu diệt ma đạo, toàn bộ giang hồ tiên thiên cường giả cuối cùng bất quá trăm nếu lần này lại diễn biến thành như vậy kia lại là một hồi huyết chiến cũng không biết ma đạo là nghĩ như thế nào vương tiên chậm rãi lắc lắc đầu nghĩ như thế nào bọn họ lấy chiến dưỡng chiến máu tươi thi thể sát khí có thể lệnh cường giả càng cường bọn họ chính là một đám không sợ tử vong không có nhân tính ma quỷ tùy hoàng trầm khuôn mặt lần này chiến đấu bọn họ vừa không tưởng tham dự tiến vào cũng không nghĩ ma đạo thắng lợi nếu như ma đạo thắng ngày sau bọn họ cũng đem không thấy ánh mặt trời đây là một cái gian nan lựa chọn cũng là một cái làm hắn bất đắc dĩ lựa chọn nếu có phiền toái tới tìm ta vương tiên nhìn tùy hoàng đầy mặt u sầu hướng tới hắn cười nói mặc kệ là thần là ma nếu cùng chi tác đối đều sẽ là một khối thi thể tấu chương xong